Xin chào các bạn đã quay trở lại với Channel. Và đây là chuyên mục Mi ơi Sơn ở đâu. Yeah, bây giờ thì bọn mình đang có mặt ở phía trước tòa nhà Lotte Center Hà Nội ở Liễu Giai. Bây giờ bọn mình đang ở ngoài sảnh, nhưng mà bây giờ bọn mình sẽ bay lên trên kia. Bay thôi. Biết trên kia. Chết nhầm. Mình nhảy lại 2, 3, 2, 3. Ô, tôi tưởng mình bay lên thôi, mình lại độn thổ xuống dưới tầng hầm này. Các bạn nghĩ bọn mình sẽ bay lên trên tầng 65 ư? Bọn mình sẽ độn thổ xuống dưới hầm để đi thang máy lên tầng 65. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái hành lang rất là đẹp, lung linh. Lần đầu tiên đi đấy. Ôi, các bạn thấy không? Có những cái đèn lồng kiểu phong cách rất là kiểu nhìn ra Hội An ở đây. Bây giờ bọn mình sẽ cùng đi vào thang máy. Chiu chị. Ui, đây. Ui. Ui. Lần đầu tiên. Wow, tóm lại các bạn lên này, nó sẽ có hình kiểu bầu trời. Ui, kiểu mình đúng mình đang đi bầu trời các bạn ạ. Tầng 23, 24, 25, 26. Ui, lên nhanh thật đấy. Các bạn ơi, mình ra ngoài trái đất rồi. Mình sẽ đi đến đâu ui? Ui, các bạn ơi, mình bị ù tai rồi. Nếu bạn như ù tai kiểu này hoặc đi máy bay ấy, nước nó bọt. Tầng cao nhất là tầng 65, bọn mình sẽ lên tầng 65. Hoặc là các bạn cứ há mồm ra sẽ bị ù tai. À thế à? Đây rồi, chúng ta đến với tầng 65, cách ở dưới là 272m. Rất là may ở trên này là mình đã hỏi các anh chị lễ tân trước. Và các anh chị lễ tân bảo trên này các bạn có thể quay phim và chụp ảnh thoải mái. Thế nên là mình nghĩ rằng là ở một cái địa điểm đẹp như thế này mà không chụp ảnh không được các bạn ạ. Ngày hôm nay để chụp ảnh thì bọn mình đã mang theo một cái nhân vật vô cùng là đặc biệt. Đó chính là ở đằng bên trong cặp của anh Caramel. Rồi, người bạn đồng hành ngày hôm nay của mình đó chính là Samsung Galaxy S20 Ultra. Ngày hôm nay thì sẽ cùng nhau unbox em nó ở trên tầng cao nhất của Lotte Center Hà Nội. Cũng như là bọn mình sẽ dùng nó chụp ảnh. Các bạn biết rằng là S20 Ultra thì mới có một trong những cái tính năng vô cùng hay, đó là Space Zoom, tức là zoom 100x luôn. Đó, bây giờ hãy cùng nhau trải nghiệm. Đồ. Ở đây thì những cái không gian phía bên trong này cũng sẽ được trang trí rất là đẹp. Bọn này có một nhà hàng. Ui. Đúng không anh? Bỏ giày mi ạ, phải bỏ giày. Con ấy con không sợ à? Con không sợ ạ. À? Con không sợ à? Mày đi vào. Không. Mày đi vào đi. Ui, con còn múa quan luôn. Hãy cứ bước đi. Mi quay đầu nhìn lại. Wow. Mày nhắm mắt, thế mày nhắm mắt vào đi. Em toát mồ hôi rồi anh ơi. Cái này thì các bạn nào muốn lên trải nghiệm thì cứ trải nghiệm cho bọn mình. Ê, chụp ảnh ở đây này. Ừ, đây này, chụp đứng ở đây này, người đứng ở đây, đứng, ta chụp này. Ừ, hình như có vẻ là bò qua ok hơn. Mi ăn bóc đi mi. Chơi em chết được, anh chơi 10 tỷ. Không, em không cần 10 tỷ. Em mà đứt, em mà đứt được thì đây anh chơi 10 tỷ luôn. Thôi mày đừng có nhắc lên mình cái thanh nữa. Hoàn hôn cho em. Ok, ngày hôm nay thì bọn mình sẽ quay trở lại với nhiệm vụ của mình. Và mình sẽ chỉ nhìn các bạn thôi, mình sẽ không nhìn xuống bên dưới. Để chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn unbox ở trên tầng 65 của Lotte Center Hà Nội. Ngày hôm nay trên tay mình đang là chiếc hộp của Samsung Galaxy S20 Ultra. Đây, phiên bản bọn mình đang có là phiên bản màu xám ghi. Đó, đây là phiên bản mình đánh giá là cũng một cái màu nó khá là nam tính, phù hợp với mình. Rồi, chúng ta sẽ mở ra. Thực ra cái hộp... Mọi người đừng xem cái footage vừa đấy nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn một chút xíu về chiếc máy này của chúng ta. Đây là chiếc S20 Ultra. Ở đây chúng ta sẽ có mặt đằng sau là kính này, nhưng chúng ta sẽ có một cái điểm rất đặc biệt, một cái cụm camera mà cá nhân mình thấy thì cái diện tích năm nay nó khá là to bản so với những thiết kế năm ngoái. Và chúng ta sẽ có được một cái, các bạn thấy không? Space Zoom 100x. Đây chính là một trong những tính năng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm trên chiếc S20 Ultra này. Đây, tính năng này giúp chúng ta sẽ zoom xa tít luôn. Ngoài ra sẽ có một số tính năng nữa. Em bắt đầu run rồi.
Ngoài ra thì với rất là nhiều camera năm nay, chúng ta sẽ có thêm một tính năng nữa rất là đặc biệt, đó chính là single take. Thì lát nữa trong quá trình trải nghiệm của mình sẽ cho các bạn xem sau, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung nhất vào cái điểm đặc biệt trên chiếc S20 Ultra này, đó chính là cái tính năng space zoom 100x. À, đây, rất là... Tại vì là Sơn quá sợ có thể nhìn xuống dưới cho nên là mình sẽ làm phần này giúp Sơn. À, ok. Và mình sẽ demo tính năng zoom 100x cho các bạn xem nhé. Bây giờ, đấy, như các bạn có thể thấy thì chúng ta đang không thấy một cái xe nào cả. Tất cả chỉ nhỏ như một con kiến thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta zoom vào, tiếp tục zoom vào. Đấy, zoom. Ui, nhìn rất tận đường luôn ạ. Ui, kiểu nhìn luôn bác tài xế đang làm gì. Và các bạn thấy là cả kể là bọn mình cầm tay zoom ấy thì nó cũng sẽ không bị zoom quá là nhiều. Đây nha, các bạn có thể thấy là đường đang trông rất là to rõ ràng, thế nhưng mà khi mà mình zoom ra này, thậm chí các bạn không thể nhìn được bụi cây. Thì có một cái điểm mà các bạn cần lưu ý là có khá là nhiều chiếc điện thoại cũng có khả năng zoom, nhưng mà đương nhiên là không zoom đến 100x vì S20 Ultra là chiếc điện thoại đầu tiên. Thế nhưng mà khả năng zoom này thì nó đa phần các bạn sẽ đánh giá là nó sẽ bị zoom khi mà zoom kỹ vào, bởi vì là cái hình ảnh được phóng to lên mà, nên là các bạn chỉ cần xê dịch tay chút xíu thôi là hình ảnh sẽ bị zoom ngay. Tuy nhiên thì mình thấy, các bạn vừa thấy là Mi demo á, thì mặc dù là Mi cầm tay thế nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có những hình ảnh mà nó không bị zoom quá là nhiều. Tức là mình thấy rằng là S20 Ultra nó đã xử lý khá là tốt phần này. Mi nó định nhóm cái nhà hàng xóm của nó làm gì các bạn ạ? Cái máy này dùng để stalk người yêu, xem mà người yêu. Ờ đúng rồi đấy. Xem anh Tân đi đâu không? Đây không tốt lắm các bạn ạ. Các bạn lưu ý là bọn mình đang ở trên tầng 65, tức là cách dưới kia là 272m các bạn nhé. Mà zoom nó to rõ bồn một. Ui Mi ơi. Dạ. Hay vãi. Cái này cũng zoom được giống S20 Ultra này, nhưng mà không xa bằng thôi. Đây đây. Phở mười nhanh Tân này. Cha ai nhìn nhiều. Gì ạ? Trắng ơi trắng. Khổ thân Mi các bạn này, các bạn nhìn này. Cái này nó lại không sản sinh ra một cái để điều chỉnh độ cao. Thế là Mi nhà ra nhìn là chỉ nhìn thấy trời thôi. Chỉ nhìn thấy Hà Nội bị ô nhiễm. Chả Ultra đây. Đây. Tao nhìn Ultra. Chả. Đấy, cho Mi cầm S20 Ultra dòm zoom vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quanh một vòng nữa để xem rằng là ở trên tầng cao nhất 65 này thì sẽ có thêm những điều gì đặc biệt nhá. Ở đây nó có những cái bản đồ kiểu này các bạn ạ. Hay vãi. Wow. Kiểu nhìn được luôn đấy. Nó là kiểu panorama toàn cảnh. Tây Hồ Temple này. Nhưng mà cái này là quay trực tiếp luôn à? Mùa à trực tiếp á. Cái này không trực tiếp thì không. Cái này chụp lâu rồi. Ở trên này thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái khu vực như kiểu là quán cà phê hay là những cái cafeteria cho các bạn. Mày bị tiền đình rồi. Ở trên này thì cũng sẽ có một số những cái như kiểu là triển lãm cho các bạn xem. Ở đây thì có một cái triển lãm Hà Nội Historic Timeline. Nhiều thứ mình không hiểu được hết ý nghĩa các bạn ạ. Một vòng tròn những dấu bằng. Năm 1010 là Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Đại La, đặt tên thành là Thăng Long. Ở Hà Nội này á. Đây nha các bạn này. 98 là mới chỉ có Lotteria là gà rán mà bọn mình ăn đấy. Mua chín. Đây là ở Hàn Quốc này, 1998. Ui, nhưng mà 1998 đã có gà rán ở Việt Nam á. Trong này có Lotteria này. Có burger, có Lotteria gì. Xong mình vào ăn cho đỡ phí tiền. Dầu da bình thường. À, mây chụp ảnh ở đây nè. Trốn Mi các bạn ạ, mình dụ nó đi Grab trước. Vì mình nghe nói rằng là ở Lotte Central Hà Nội thì không chỉ có cái đài quan sát kia là cao nhất ở tầng 65, mà chúng ta sẽ có thêm một cái quầy bar nữa gọi là rooftop bar đó, ở tầng 67. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo chân mình nhá. Bạn thấy không? Một cái lối đi siêu sang chảnh dành cho những người anh không sang chảnh lắm nhỉ? Thôi kệ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lên phía trên tầng 67. Cái cùng đã đừng ra ngoài. Thở khí trời. Hay quá. Hình như nghe nói rằng là những cái bữa tiệc năm mới ở đây cũng được tổ chức rất là linh đình. Này, em tưởng là nó đi Grab rồi. Mi đấy à? Ừ, Mi đấy.
À, tao tưởng mày đi về rồi. Mình nghĩ mình mới biết ở đây đấy à? Tao biết từ trước rồi nha. À, hóa ra là nó cũng cao tư mình. Nó cao tư mình các bạn ạ. Đấy. Cô Zona, uống mà hát xì hơi đi nha. À, được. Thực ra hóa ra là My đã biết trước chỗ này rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ hỏi cảm nhận của My ngồi từ nãy giờ thế nào, bởi vì My lên trước mình. Nắng quá các bạn ạ. Đang đối diện mặt trời rồi. Mình thấy đây ra ngoài trời kiểu ngồi ba ngoài trời như này thì không khí nó khá là thoáng, thoải mái hơn. Trên này mình thấy là các bạn nên bỏ một lần trong đời để lên cái top of Hà Nội này. Nhưng mà lúc nãy thì mình có lướt qua menu khi mà gọi đồ uống cho Sơn và anh Phong. Thì mình thấy là giá đồ uống rất là đắt các bạn. Mình nghĩ là lên đến đây rồi thì... Thì cũng... mình cũng nên bỏ ra cũng... Một lần thôi. Một lần thôi cũng được. Mình thấy là ok giá thế. Và trên này phải như thế. Ví dụ lên trên này một lon Pepsi 100.000 ấy, bình thường. Một lon Pepsi 10.000 ấy, nó đấy mới là lạ các bạn ạ. Đấy mới là lạ nhá. Ngoài ra nữa thì Top of Hà Nội sẽ chỉ mở bắt đầu từ 5 giờ chiều thôi. Thì các bạn sẽ lên đây và chúng ta sẽ nhận được sự phục vụ rất là nhiệt tình của các bạn nhân viên. Đó. Rồi bây giờ có lẽ bọn mình sẽ chill thôi nhé. Uống Corona ở đây nó cũng cảm giác khác biệt các bạn ạ. Lotte phải tòa nhà tốt nhất Hà Nội. Cao nhất. Tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất ở Hà Nội. Bởi vì mình không còn thấy cái gì cao hơn mình nữa. Tất cả mọi thứ đều ở dưới mình. Đó, thì ngày hôm nay thì bọn mình cũng đã giới thiệu cho các bạn một địa điểm mình nghĩ khá là hợp lý cho các bạn. Khi mà bọn mình, ví dụ chẳng hạn như là ở Lotte Center Hà Nội này, các bạn với giá vé rẻ hơn chỉ khoảng tầm 180.000 đó, một người. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cách khác để các bạn có thể nhận được những cái voucher từ những cái công ty thuộc tập đoàn Lotte. Mình thấy là sinh viên, các bạn sinh viên có khá là nhiều voucher đấy. Các bạn bè của mình đã có khá là nhiều rồi. Từ những cái sự kiện thì các bạn có thể liên hệ hoặc là tìm hiểu để có thể có. Còn mình thấy đấy là một cái địa điểm mà nó hợp lý cho các cặp đôi này, rồi kiểu hẹn hò. Bản thân mình thì đã có một người bạn từng tỏ tình với bạn gái ở cái khu vực mà. Thế có thành công không? Sợ chưa kịp, thành công. Thành công. Thế nhưng mà bây giờ thì cuộc tình ấy, mặc dù là cuộc tình ấy bây giờ tan vỡ rồi, thế nhưng mà ở cái quãng thời gian đấy thì nó thành công. Thì mình thấy đấy là một thế cái gợi ý. Rồi, đấy là đúng với mục đích rồi. Gợi ý cho các bạn là một địa điểm trên Top of Hà Nội ở tầng 67 cũng ở Lotte Central. Thì mình thấy rằng là đây là một cái không gian nó sẽ theo kiểu là hơi, có thể gọi hẳn luôn là hơi xa xỉ hơn một chút xíu. Thì các bạn sinh viên lên đây sẽ hơi bị ngợp về giá thành. Hơi căng. Mình cũng hơi căng. Mình cũng thấy là đắt, nhưng mà thôi chắc lên đây một hai lần thôi. Ví dụ chẳng hạn như là vừa nãy thì mình cũng tính sơ sơ ra rồi, sinh nhật người yêu mình mang người yêu đi chẳng hạn, thì tính sơ sơ ra các bạn mất khoảng tầm là 3 triệu cho một bữa ăn tối gọi là hoàn chỉnh, tức là có khai vị này, đồ ăn chính này, có tráng miệng và đồ uống là khoảng tầm 3 triệu. Để hình dung hơn thì một cốc nước này của mình là gần 200, là một cái 180. Chai bia này của mình là 160, còn một lon Pepsi là hơn 100. Hơn 100.000. Tại vì khi mà lên đây thì mình không chỉ trả tiền cho đồ ăn mà mình trả tiền cho view không gian, dịch vụ này, không gian đấy. Và Top of Hà Nội thì sẽ chỉ mở từ 5 giờ chiều, nên là khi mà các bạn đến đây các bạn cần lưu ý về thời gian nữa. Còn với chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, thì mình thấy là nó là chiếc điện thoại đem đến cho mình những cái trải nghiệm rất là khác biệt hoàn toàn luôn với tất cả những chiếc điện thoại thuộc dòng S trước đây. Cái tính năng mà mình ấn tượng nhất chắc chắn đó là tính năng single take, khi mà chỉ cần vớ một cái cú lia máy thôi, các bạn có ảnh góc rộng, ảnh crop, các bạn có ảnh động này, kiểu boomerang Instagram á, các bạn có video. Ảnh tua nhanh, các bạn có video, tất cả mọi thứ luôn, tất cả mọi thứ khi mà từng cái camera nó hoạt động riêng lẻ như vậy, mình thực sự rất là thích. Nó thông minh ấy, cái tính năng nó thông minh khi mà kiểu biết crop cho nó đẹp ảnh, mình nhìn thì không cần phải chỉnh thêm nữa ấy. Thật ra cái màu sắc từng loại nó cũng sẽ có từng màu sắc khác nhau cho các bạn ở cái hoạt cảnh đấy, thì AI làm việc khá tốt trong thời điểm này. Còn một tính năng nữa đó chính là Space Zoom, cũng là một tính năng mà mình và My trải nghiệm rất là nhiều. Thì đấy là tính năng mà theo như My nói là cái gì nhỉ? Có thể rất là hữu ích cho các chị gái muốn stalk chồng, cho các bạn muốn stalk Tuesday. Mày không tin được anh Tân đúng không? Không.
mình có tin anh Tân, nhưng mà mình gợi ý cho các bạn. Những bạn mà có máu tham tử ấy. Ok. Ngoài ra thì đấy là với con gái, còn với anh em tụi mình thì các bạn hiểu là mình muốn nói cái gì rồi đấy nhá. Đấy. Như vậy là ngày hôm nay thì bọn mình cũng đã gửi đến cho các bạn những cái trải nghiệm có thể nói gọi là đỉnh của Hà Nội luôn. Đấy. Top of Hà Nội. Ở quán Bathtub ở Hà Nội này, tầng 67 của Lotte Center Hà Nội này. Rồi đài quan sát ở tầng 65. Thì các bạn cảm nhận như thế nào? Và nếu như các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm ở đây rồi thì hãy comment phía bên dưới nhá. Còn đương nhiên là nếu bạn nào mà có đủ khả năng mà đã đặt hàng S2 Mocha rồi mà xem clip này của bọn mình thì cũng comment luôn các bạn trải nghiệm các bạn với S2 Mocha như thế nào. Còn bây giờ thì có lẽ bọn mình sẽ cần kết thúc clip đây thôi và tiếp tục chill. Đấy, vừa xin nói chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.